Trong vài năm trở lại đây, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin, đã cho phép người đọc dễ dàng tra cứu, tìm đọc sách trên các thiết bị công nghệ hiện đại như điện thoại di động, máy tính bảng hay máy đọc sách. Tuy nhiên, đọc sách theo phương pháp truyền thống vẫn đem lại những giá trị nhất định trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và trau dồi tri thức của con người mà công nghệ hiện đại không thể nào thay thế được. Cuốn sách Không là cơn gió thoảng qua của tác giả Nguyễn Ngọc Sơn được nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành năm 2009 là minh chứng rõ nét cho điều đó. Cuốn sách nằm trong tủ sách Chuyện đời tôi với những tác phẩm được viết từ những con người đầy nghị lực vươn lên số phận để sống, để yêu thương và cống hiến cho cuộc đời, dù thời gian sống của họ chỉ được tính bằng ngày. Với số lượng trang vừa phải, 432 trang, được in trên khổ giấy 13 x 20,5 cm, cuốn sách được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, nơi sự sống hồi sinh. Phần thứ hai, không chỉ là tưởng tượng. Phần thứ ba, những dòng tin nhắn và thư. Vài nét về tác giả Nguyễn Ngọc Sơn, người đã nhận giải Mãi mãi tuổi 20 và giải Sống đẹp của Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam trao tặng. Anh sinh năm 1979 tại Phú Thọ. Năm 1995, khi đang học dở lớp 10, anh bị viêm cầu thận mãn tính. Vượt qua bệnh tật, anh vẫn đầy nghị lực và quyết tâm học trung học phổ thông, thi đỗ và học lần lượt hai trường đại học danh tiếng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hai bằng đại học, trong đó có một bằng loại giỏi, cho đến khi trở thành người thầy giáo dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Quốc phòng. Căn bệnh của anh vẫn nặng nề, thời gian sống của anh vẫn luôn được tính bằng ngày, bằng giờ. Không là cơn gió thoảng qua là những trang nhật ký của anh, một thanh niên đang sống nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa. Nói sống nhiều bởi dù đang chạy đua từng ngày, từng giờ với căn bệnh hiểm nghèo kia, anh vẫn hăng say nhiệt huyết đứng trên bục giảng, đồng thời là nhà thơ, là tác giả sách, là thầy giáo, là nhà thiện nguyện, đã luôn cống hiến cho cuộc đời với tình yêu vô cùng lớn lao. Ở phần thứ nhất, nơi sự sống hồi sinh, tôi cho rằng đây chính là phần mang lại giá trị của cuốn sách. Đó là những tâm sự trong hành trình của tác giả trong suốt những năm đi học, những năm đi làm song song với việc chạy thận. Những dòng viết đã lấy đi nhiều nước mắt của độc giả. 3 năm là 1.095 ngày. 3 năm với người bình thường có lẽ sẽ là bao dự định, bao ước mơ và cả bao nhiêu hoài bão. Còn với tôi, 3 năm qua là 1.095 ngày buồn vui lẫn lộn, 1.095 ngày nước mắt nhiều hơn mưa của trời, đau đớn chất đầy hơn chiều cao của núi, nhưng nụ cười cũng bao la như biển cả. Tôi đã đi từ tăm tối, nhạt nhòa tới những nơi có ánh sáng của tình thương. Tôi đã sống lại từ nỗi đau tột cùng của mẹ cha và bước lò dò như đứa trẻ lên ba. 1.095 ngày qua là 1.095 ngày thần kinh của tôi không là thép cũng đã phải trở thành thép bởi sự ra đi của những đồng đội bên mình. Vượt lên trên tất cả những nỗi đau đó, Nguyễn Ngọc Sơn vẫn thắp sáng những ước mơ và hoài bão của bản thân và biết bao thế hệ trẻ. Nếu có ai đó hỏi tôi cái gì là sở hữu lớn nhất, nhiều nhất của đời tôi, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời ngay rằng tài sản lớn nhất của đời tôi là những ước mơ. Vâng, tài sản lớn nhất của đời tôi lúc này đây chỉ là những ước mơ. Ước mơ chứ không phải là giấc mơ. Ước mơ đầu tiên của tôi là có một cơ thể khỏe mạnh, để được dầm đôi chân trần dưới bùn sâu giữa tháng 6, để biết rằng trong mỗi bát cơm thơm đầy còn cả nhiều đắng cay. Ước mơ một buổi sáng nào đó đẹp trời, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên của tôi làm không phải là uống những viên thuốc hạ áp đắng ngắt, mà thay vào đó được tung tăng chạy dọc trên triền sông quê mát rượi,
cho may cỏ khâu đầy tay áo trẻ thơ. Ước mơ của tôi là được xa rời những cục bông, băng, cồn, gạc, kim tiêm. Dù chỉ một tuần thôi, để một lần tôi được vào Quảng Trị thắp cho mấy mươi nghìn liệt sĩ một nén hương. Ước mơ của tôi chỉ đơn giản thôi, là mỗi bữa cơm được thỏa sức vẫy vùng trong bát canh xấu chua mà chả cần phải tính xem hôm nay mình đã uống bao nhiêu nước rồi nhỉ. Ước mơ của tôi là mỗi cuộc đời sẽ chẳng bao giờ phải trải qua một ngày đau đớn, tủi hờn như tôi. Còn nhiều lắm những ước mơ chẳng thể nói thành lời, những ước mơ chẳng gọi tên, vì nói ra sợ người đời cười chê, vụn vặt thế mà cũng phải mơ ư. Xong, có lẽ ước mơ lớn nhất của đời tôi là được sống sao cho xứng một kiếp người, được trả ơn cuộc đời tươi đẹp đã cho tôi hiểu thế nào là đạo lý làm người. Chỉ cần thế thôi. Tuy sự sống chẳng được dài lâu, nhưng đó cũng là sống nhiều rồi đấy nhỉ. Phần thứ hai của cuốn sách có tên gọi Không chỉ là tưởng tượng. Ở phần này, tác giả như đưa độc giả đến những vùng đất của tình yêu đôi lứa lãng mạn, mãnh liệt, có cả những nỗi giận hờn, tủi hổ, tự ti của những người mang trong mình căn bệnh thận quái ác. Tiếp theo là phần 3 của cuốn sách, những dòng tin nhắn và thư mang niềm tin chiến thắng. Tác giả đã trích dẫn hàng trăm lá thư và tin nhắn của các độc giả trên khắp mọi miền cả nước và cả người Việt Nam ở nước ngoài, với biết bao sự động viên, chia sẻ, tâm sự, với lòng yêu thương và cảm phục đối với tác giả là động lực tiếp thêm sức mạnh cho tác giả. Đó cũng là sự tri ân của Nguyễn Ngọc Sơn với độc giả của mình trong những năm qua. Gấp cuốn sách lại, đa phần độc giả bừng tỉnh sau những trải nghiệm cảm xúc mà tác giả đã để chúng ta cùng chiêm nghiệm về lý tưởng, mục đích sống, để thêm cảm ơn cuộc đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Với riêng tôi, khoảng lặng ấy, tôi nhớ về những người đồng đội, những người chiến sĩ công an nhân dân đã, đang và quyết sống một cuộc đời không là cơn gió thoảng qua. Họ là những người con của Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống nhân dân. Họ luôn lắng nghe tiếng gọi từ trái tim để sẵn sàng cùng đất mẹ vượt qua bao bão giông, dù phía trước còn nhiều hiểm nguy gian khổ. Tôi là một người cán bộ phòng chính trị trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1. Hy vọng thông qua phần thi giới thiệu sách trên đây đã phần nào gợi mở đến các đồng chí và các bạn một cuốn sách cũng là món ăn tinh thần bổ dưỡng cho tâm hồn chúng ta giữa bộn